Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cái cách làm bánh ít trần lá dứa nhân đậu xanh. Với cái cách làm này, bánh của mình rất là mềm, dẻo, đặc biệt là cái nhân đậu rất là bùi và béo. Chia sẻ đến cho các bạn cùng xem. Và cái cách tạo hình không cần khuôn cũng rất là đơn giản, cho mình được những chiếc bánh rất là xinh đẹp nè các bạn. Bánh lại bóng mượt, một màu xanh tự nhiên từ lá dứa. Thì cái cách làm của mình như thế nào? Bây giờ mình mời các bạn cùng xem video. Và nếu video của mình chia sẻ các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào chuông để tiếp tục theo dõi những video mới từ mình nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ làm bánh nha các bạn. Ở bên đây mình cần chuẩn bị là 400g bột nếp. Nếu các bạn mua được cái loại bột nếp Thái thì bánh của mình sẽ mềm dẻo ngon hơn nha. Và bên đây là 12 đến 13 lá dứa như thế này. Mình chọn cái loại lá dứa già để cho cái màu xanh đẹp. 50g đường cát trắng, nửa muỗng cà phê muối. Đây là cái nguyên liệu dành cho cái phần da bánh. Và nhân bánh là mình sử dụng là 200g đậu xanh. Mình đã ngâm được 8 tiếng. Nếu các bạn có thời gian thì mình sẽ ngâm qua đêm thì mình nấu đậu sẽ nhanh hơn. 100g đường cát để mình nấu cái phần nhân đậu xanh nha. Tiếp tục là nửa muỗng cà phê muối để cho cái vị được đậm đà nha các bạn. Và bên đây mình có là nửa lít nước cốt dừa, tương đương với 500ml nha các bạn. Mình sẽ cho vào cái phần đậu xanh và đem nấu ha, để mình làm cái nhân bánh. Bây giờ mình sẽ đi nấu đậu, mình cho đậu qua cái son. Tiếp tục mình cho vào đây là 500ml nước cốt dừa. Mình nấu cùng với nước cốt dừa thì cái nhân đậu xanh của mình sẽ béo ngon hơn. Cho vào nửa muỗng cà phê muối để nấu đậu nha. Thì các bạn nấu đậu đừng có đậy nắp kín nha các bạn. Mình đậy hé nắp hoặc là có thể không đậy nắp vẫn được. Các bạn nấu trong vòng 15 phút, khi nào hạt đậu của mình mềm là được. Nhưng đừng nấu đậu quá khô, vì một lát mình còn xay lại nữa nha các bạn. Thì đậu mình nấu như thế này là được nè. Các bạn bóp cái hạt đậu của mình chín mềm như vậy ha. Mình sẽ tắt bếp nha. Khi cái đậu của mình sền sệt như vậy, mẹ tắt bếp nguội một xíu. Mình cho vào cái máy xay sinh tố để mình xay ha các bạn. Thì lúc này cái phần đậu của mình nè các bạn, mình sẽ cho vào máy xay sinh tố và mình xay ha. Mình khỏi cho nước vào nữa nha. Lúc ban đầu mình cho là nửa lít nước cốt dừa vào mình nấu. Thì nấu đến khi nào mà đậu chín mềm, còn dư cái lượng nước bao nhiêu thì mình cứ cho vào cái máy xay sinh tố để mình xay ha. Thì cái phần đậu xanh mình cũng đã xay xong như thế này, mình sẽ cho ra cái chảo để mình xên nha các bạn. Giúp cho cái phần nhân đậu của mình được dẻo và ngon hơn. Thì mình sẽ mở lửa nhỏ ha các bạn. Và mình bắt đầu xên cái phần đậu này nha. Mình cho lửa liu riu thôi, mình xên cho đậu của mình không khét. Đó, mình cứ đảo đều ha. Tiếp tục là mình sẽ cho vào đây là 100g đường nha các bạn. Mình cũng vẫn mở lửa nhỏ và xên từ từ để cho cái phần đậu của mình khô và dẻo lại nha. Thì lúc này cái phần nhân của mình nè các bạn đã khô ráo rồi, khi mà đậu của mình nguội lại á còn sẽ khô nữa nha. Nên như vậy là mình tắt bếp ha, có cái độ dẻo dẻo vậy là được rồi. Các bạn thấy cái nhân của mình nè. Rồi mình để nguội xíu mình sẽ vo viên ha các bạn. Về phần lá dứa thì mình sẽ cắt nhỏ ra như thế này và đem xay ha các bạn. Mình sẽ cho cùng 100ml nước lọc và mình xay cái phần lá dứa này nha. Nước ép lá dứa mình lấy được 100ml, mình sẽ khoa cùng với 250ml nước sôi. Nước thiệt là sôi nha các bạn. Và mình sẽ khoa cùng cái độ ấm nóng của cái lượng nước khoảng là 50 đến 60 độ ha. Đây các bạn xem nè. Nếu cái màu xanh lá dứa của mình không được đẹp thì mình có thể thêm một ít tinh dầu lá dứa để cho màu được đẹp nha. Cho vào đây là 50g đường cát. Tiếp tục là nửa muỗng cà phê muối. Và mình rửa tay thật là sạch.
để mình nhồi bột nha các bạn. Mình cứ cho cái lượng nước ép lá dứa từ từ vào. Vì mình sử dụng nước ấm như thế này giúp cho cái bột bánh của mình được mềm dẻo. Đặc biệt là các bạn chưa đem đi hấp liền thì bánh của mình không có bị chảy. Nếu các bạn làm bằng nước lạnh khi mà các bạn nhồi bột á, bạn để thì cái bánh của mình bị chảy nha các bạn. Mình cứ cho nước lá dứa từ từ vào mình nhồi ha, nhồi đến khi nào bột của mình mềm dẻo là được. Tổng cộng cái lượng nước mình sử dụng cho 400g bột. Đây là 250ml nước sôi và cùng 100ml nước ép lá dứa. Đây là cái khối bột nãy giờ mình nhồi tầm 15 phút nè các bạn. Lúc này bột của mình rất là mềm dẻo. Nếu các bạn bột mà mình nhồi một lúc thấy bột của mình nhão quá thì có thể thêm bột, và khô thì mình thêm nước nha. Vì tùy theo bột mới và bột cũ nữa. Thì cái phần đậu xanh cũng nguội mình đã vo viên như thế này nha các bạn. Do viên thì ai cũng do được ha. Mình thích ăn nhân to nhân nhỏ thì tùy mình. Và mình làm cái nhân này hơi dẻo, mềm, mình không thích ăn khô nha. Và mình chuẩn bị một ít lá chuối thoa lên một lớp dầu. Vì mình lót lá chuối như thế này giúp cho bánh ít của mình được tăng thêm cái hương vị nha các bạn. Thơm cái mùi lá đó. Thì cũng có nhiều bạn hỏi mình cái cách là làm bánh ít trần nhưng mà hấp khuôn. Thì hấp khuôn thì quá đơn giản đúng không các bạn? Nhưng mà với cái cách này mình không cần khuôn, nhưng mà mình vẫn có được những chiếc bánh hình rất là đẹp. Thì tất cả cũng sẵn sàng, bây giờ mình sẽ tạo hình cho bánh ha. Tay của mình cũng rửa sạch. Và không cần khuôn thì mình sử dụng một cái bao xốp ăn cái trái lê, trái bơ mình để dành lại nha các bạn. Để mình tạo hình cho bánh ít trần. Và không nhất thiết, nếu các bạn không thích thì mình có thể vo viên tròn và để lên lá chuối mình hấp thôi, rất là đơn giản. Nhưng mà mình muốn đẹp thì mình tạo hình cho bánh. Và bây giờ mình sẽ tán mỏng cái khối bột ra, tùy theo các bạn ăn cái da dày da mỏng mà mình bắt bánh nha. Cái nhân mình làm mềm dẻo như thế này nè, rất là ngon luôn. Đó, mình cho vào giữa, sau đó là mình sẽ túm bột chặt lại nha các bạn. Mình làm cái kiểu này cũng giống như là vo chè xôi nước vậy đó. Đó, mình sẽ túm bột lại và vo viên tròn. Cái cách này cũng rất là đơn giản. Mình vo càng tròn thì cái bánh của mình càng dẻ càng chặt. Đây nè các bạn, mình vo viên như vậy. Nếu các bạn không thích tạo hình thì mình cứ như vậy và mình để lên cái lá chuối và mình hấp ha. Còn không thì mình thích tạo hình cho đẹp thì mình tự tạo hình như thế này nè. Để một lát nữa những chiếc bánh của mình đó, rất là đẹp nha. Thì cái cách tạo hình này tùy theo sở thích của mọi người. Mình bóp chặt như thế này nè các bạn, để tạo hình bánh đẹp. Và mình sẽ nhẹ nhàng gỡ ra ha. Các bạn xem nè, rất là đẹp nha. Đây các bạn xem, cái bánh của mình rất là tuyệt vời ha. Và mình sẽ cho lên cái miếng lá chuối như thế này nè. Lát mình sẽ đem đi hấp. Và cứ tương tự như thế mình sẽ làm cho hết cái phần bánh này nha các bạn. Các bạn tạo hình theo cái sở thích của mình là được, không nhất thiết là phải giống như mình ha. Và mình cứ lần lượt và mình làm cho hết cái phần bột này luôn. Các bạn nhìn giống như là những con sò vậy đó. Thì bánh mình cũng đã tạo hình xong rồi đó các bạn. Với cái lượng bột này mình làm được 20 cái. Và bây giờ mình chuẩn bị một nồi nước sôi và hấp bánh thôi. Khi nước thiệt là sôi, mình lần lượt cho những chiếc bánh của mình vào nha. Các bạn sắp bánh thì sắp thưa ra, đừng có sát nhau quá ha. Sát nhau thì một lát nữa bánh của mình nở ra thì sẽ bị dính vào nhau nha các bạn. Mình sắp thưa thưa thôi, đừng có sắp gần quá ha. Các bạn xem cái cách làm này của mình không hề pha dầu ăn vào bột nha. Nhưng một lát nữa hấp ra là bánh của mình bóng mượt. Nhìn rất là thích luôn. Và cứ lần lượt như vậy mình sẽ sắp hết bánh vào nồi ha. Bánh đã xếp hết vào nồi rồi đó các bạn. Rất là đẹp.
Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp lại hấp trong vòng 15 phút với lửa lớn. Mình sẽ tính từ cái lúc nước sôi nha. Nước thiệt là sôi mình mới cho bánh vào hấp ha. Thì lúc này sau 15 phút mình dở bánh ra nè các bạn. Bánh của mình đã chín rồi nha. Bây giờ mình sẽ tắt bếp ha. Các bạn xem cái màu xanh rất là tự nhiên từ lá dứa, bóng mượt. Rồi bây giờ mình đợi bánh của mình nguội ha các bạn. Mình lấy ra mời các bạn cùng thưởng thức nha. Bánh mình cũng đã lấy ra khỏi nồi rồi nè. Bánh rất là bóng mượt ha. Rất là đẹp luôn. Mình tạo cái da mỏng nè, bánh nhìn thấy nhân ở bên trong. Và cái cách tạo hình cũng rất là đơn giản, chia sẻ cho các bạn xem nha. Và bây giờ mình mời một các bạn cùng thưởng thức cái món bánh với mình nha. Đây, mình lót cái miếng lá chuối như thế này, ăn thơm cái mùi lá luôn các bạn. Giống như là bánh quê của mình vậy đó. Nếu mà mình hấp bằng khuôn thì không có thơm được cái mùi lá. Và ăn cái mùi lá như vậy mình mới cảm nhận được cái hương vị của bánh ít các bạn. Rồi bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức món bánh ha. Bánh rất là ngon nè. Bóng mượt, một màu xanh mướt luôn. Mình mời các bạn nha. Bánh có cái vị ngọt rất là vừa ăn, thơm mùi lá dứa, đặc biệt là cái nhân bánh mặn mặn ngọt ngọt, mềm dẻo. Lúc này bánh còn ấm nóng thì như thế này nha các bạn. Khi bánh của mình nguội á, thì còn dẻo hơn, nhưng mà đặc biệt là không có cứng. Đây các bạn xem bánh của mình nè. Cái da mỏng và cái nhân đậu xanh đầy đặn như thế này. Vì cái lúc mà các bạn vo viên nên vo chặt thì cái nhân bánh của mình sẽ dẻ nha. Đó, mình kéo như thế này các bạn xem được cái độ dẻo mềm của bánh ha. Thì với cái cách làm này mình chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu yêu thích thì cùng mình làm cho gia đình thưởng thức. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem video. Và hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới từ mình nha. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng với món bánh ít trần, lá dứa, nhân đậu xanh. Xin chào và hẹn gặp lại.